Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Hình. Thì hôm nay là ngày thứ hai mình ở Sài Gòn. Thì hôm nay thì cũng có khá là nhiều việc, nhưng mà sáng nay thì mình sẽ đi về trước để mình check file, rồi mình ăn sáng, rồi mình sẽ có một công việc ở ngoài ngân hàng. Mình sẽ quay cho các bạn xem ngày hôm nay cũng hành trình ngày hôm nay của mình. Ok, bây giờ mình đang vô quán Island Coffee. Đây quán đây. Giờ mình mua đồ ăn sáng về trước. Cho nó đợt cái gì, lấy anh một cà phê sữa size nhỏ thôi, cái bánh mì à, lấy anh một ổ bánh mì. Anh dùng bánh mì gà xé cảm ơn. Gà xé à, ok, thì đây là buổi sáng của mình đây. Thì buổi sáng của mình là khoảng 50k à. Bây giờ tóc sụt mình đang chép đây nè. Hôm nay thì tại vì mình đang ngồi ở đây, mình một số công việc buổi sáng và rêu họ bạn bè tới cà phê để tiếp tục những công việc mới. Thì sáng nay mình sẽ thay đổi bản thân một chút. Các bạn nhớ đón xem video này nhé. Thì bây giờ là mình đi tới ngân hàng Vietcombank để mình update cái thẻ lại của mình. Được năm nay mình đi rồi mình quên hết thông tin rồi. Thì bây giờ mình vô Vietcombank nè. Đây của mình nè. Thì chỗ mình đây là chỗ Sài Gòn Pearl, xây dựng rất là lâu rồi, nhưng mà ở trong đây nó hợp rất là nhiều thứ. Ok, bây giờ thì mình đang đứng ở Vietcom này. Thì thằng em mình hello mọi người là đang hello, bán cái len, đứng chờ để bán cái len. Hello, hello. Rút này nắng quá tới rồi này anh, em đứng bên không mấy bạn thấy không, mình chỉ kì thấy khổ như trâu như bò, mắt mệt luôn. Em đi chiếc anh muốn mua đồ mì không, liên hệ Facebook Hình Quang Mẫn hả, ship về luôn. Ship đồ mì em, anh mới về chơi đây. Ai đi về không, ai đi về không, em đóng gói em ship trăm như còn nói xài chưa vệ sinh gì luôn anh. Chẳng qua là ngay cầm của anh. Thì bây giờ mình đang ngồi ở bên nhà shop của bạn mình à, Key Store. Key Store ở bên Tân Phú. Thì đây là cái kẹt này. Đây địa chỉ nè. Thì shop của bạn mình là bán thiên về đồ xuất khẩu về xuất khẩu đi Hàn Quốc, và dành cho gọi là trẻ trung năng động á, họ có thể là có những cái áo nó rất là chất và hip hop đó. Thì mình mới sắm được cái đống này nè, đống đồ nè. Đây là shop bạn mình nè, nếu mà các bạn nào mà thích mua thì cứ qua bên đây nha, liên hệ bằng Thái. Địa chỉ là số mấy Thái? 122 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Thì qua đây thì sẽ được tư vấn cắt mặc đồ luôn, nếu mà bạn nào chưa có cái gu thẩm mỹ hay đó thì sẽ được tư vấn tận tình. Thì mình mua ở đây, mua đồ mình mua quen rồi nên mình vô mình thử là nó ok là mình quất thôi. Hello, mình mua được 3 món, 4 món. Quần, áo, túi. À, túi Adidas là túi xịn luôn nha. Rất thích cái này nha, nhìn dễ thương lắm này. Tươi vậy đó. Rất là phù hợp đi ra đường phải không? Ra đường mình bỏ điện thoại rồi. Nhưng mà mọi người sẽ hãy qua ủng hộ shop của anh Thái. Hả? Thì bây giờ thì mình mua xong rồi, mình chuẩn bị đi ăn cơm. Mình sẽ đi thay đổi một chút bản thân. Cũng như sáng này mình đã nói với mọi người. Đây là cái quần mình mua. Đây là của hãng Hyper Denim. Đây sao? Đây là của Hyper Denim mà đang bán ở Mỹ. Về cái hãng này thì mình đã biết lâu rồi, và ở Mỹ mình cũng đã mua một số cái quần. Thì bạn của mình đã có hàng xuất khẩu. Đây là cái món thứ nhất. Đây là món thứ hai. Đây là của hãng của Hàn Quốc là B1 Seoul. Cái này của Nhật. Cái này cũng của Nhật luôn đúng không? Đây, hãng này cũng của Nhật luôn. Của Nhật luôn. Ba cái là chung một hãng. Này xuất hàng nè. Cái đây là loại đi xuất hàng là hoodie xuất hàng nè. Boxer đó xuất hàng Mỹ. Còn đây là hai loại boxer xuất hàng Mỹ nè của Disney. Boxer là chiếc đó. Đó là bảo đảm bạn luôn là hàng Ari, nếu mà không Ari thì hoàn tiền. Còn ngồi ra thêm một cái nữa. Đây là một cái quần của hãng Baksun.
Bắc Sun hay là của Bắc Sun. Bị cắt tem rồi. Rồi đó, hãng này cái này bị cắt tem rồi, cái này là mình được cho nè, đó tặng mình một cái nè. David của David Beckham á. Cái này là hãng của David Beckham nè. Đây có hàng có tem giá đàng hoàng. Bảo đảm bảo hành là có warranty đàng hoàng. Còn nha. Này của NBA. NBA của Hàn. Quần này là của NBA của Hàn Quốc, xuất đi Hàn Quốc. Đó. Bảo đảm warranty 100%. Nếu mà phát hiện sai lầm gì mà hàng lên hàng gì đó thì sẽ được đổi trả và được sẽ đền và có một cái thông báo về được cái ưu đãi khác nếu mà các bạn phát hiện hàng giả. Hello mọi người, và bây giờ anh Mận đang khoe chiến tích của mình. Vô shop của anh Thái đã hốt được 4-5 túi đồ rất là nhiều. Và shop của anh Thái đây là Key Store nha. À đây là hôm nay đó, hai bao đầy luôn. Rồi ok, về. Ờ bữa ba mọi người. Hello mọi người. Bây giờ là tụi mình đang ở 30 size. Mình và anh Mận đang trong giai đoạn làm đầu nhất rồi. Hello Mận. Giờ Vũ là đang quay vlog cho Vũ, quay vlog cho mình. Thôi cắt bằng ba. Xin lỗi mọi người, nãy giờ lộn vlog. Quay lại vlog của hình của anh Mận Quỳnh Hình. À bây giờ mình đang bắt đầu cải tu nhan sắc của mình lại để mình có thể gọi là làm mới bản thân khi mình mới về Sài Gòn. Khi mà mình ở Thẩm Mỹ thì mình cảm thấy mình hơi bị già nên giờ đang phải làm trẻ lại. Thì mình làm hết cái gói này là chắc khoảng 600 đô, 600 ngàn. Thì mình thấy chất lượng dịch vụ rất là tốt. Nếu bạn có cơ hội thì tới đây. Yeah. Nó sẽ giữ rất mình, à nó sẽ giữ nét tự nhiên mình, à nữa là nó sẽ hỗ trợ rất một phòng mình. Rồi đầu bung bung giống Trấn Thành rồi. Đêm rồi mình cũng đã đi gặp một số hot photo của Sài Gòn. Thì lúc nãy thì mình không có tiện mà giới thiệu với mọi người vì cũng chưa có đủ đông đủ các mặt, nên để chỉ một dịp lần sau mình sẽ giới thiệu về cái nhóm photo online của mình. Có thể nói là để thâu tóm hết những cái quán bar ở Sài Gòn đó, thì hôm sau mình sẽ giới thiệu với mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của mình. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.